Lại nữa, do các pháp đều là tự tánh không, nên nói các pháp dù là hữu tướng thì cũng là vô tướng, dù là hữu tác thì cũng là vô tác. Trước đây đã nói nhiều về năm ấm do duyên sanh, nên là tự tánh không, là tịch diệt, là như như niết bàn tướng. Năm ấm cũng như hết thảy các pháp vốn là tự tánh không, là tịch diệt. Chỉ khi nào ba độc giấy khỏi thì mới chẳng tịch diệt. Lại nữa, lửa vô thường thiêu đốt mà các pháp vốn tịch diệt đã trở thành không tịch diệt. Do chất ba độc là thật, mà ba độc vốn tịch diệt đã trở thành không tịch diệt. Bởi vậy nên không và bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu tác và vô tác, tịch diệt và phi tịch diệt đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, Bồ Tát đi được cả hai bên hữu và vô, hành trung đạo là hành bát nhã ba la mật, mà cũng chẳng chấp bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì Bồ Tát là bất khả đắc, bát nhã ba la mật cũng là bất khả đắc. Nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà chẳng chấp bát nhã ba la mật. Bồ Tát quán thật tướng các pháp, nên dù có hành bát nhã ba la mật, dù chẳng có hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát cũng chẳng chấp, vì đã rõ biết chấp hữu cũng như chấp vô đều có lỗi cả. Bồ Tát tu tập như vậy nên được cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phải vì bát nhã ba la mật mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì đàn ba la mật, thi la ba la mật, sẵn đè ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì quả vị bất thối chuyển mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì thành tựu chúng sanh mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì thanh tịnh Phật độ mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thủy không, tán không, tánh không, chư pháp không, tự tướng không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì như pháp tánh thật tế mà hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phá hoại các pháp tướng. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: Sáu pháp ba la mật và như pháp tánh thật tế đều là pháp của Phật. Nếu nói như chẳng vì các pháp ấy mà hành bát nhã ba la mật, thì Bồ Tát phải dùng pháp gì để hành bát nhã ba la mật? Đáp: Như Phật nói, do chẳng phá hoại các pháp tướng mà Bồ Tát chẳng có phân biệt bố thí với san tham, dẫn đến như pháp tánh thật tế trong ba cõi cũng chẳng có phân biệt. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không, đều là như mộng như huyễn, nên Bồ Tát chẳng có đắm chấp các pháp. Bồ Tát chẳng vì pháp hữu vi mà vẫn hiện hành pháp hữu vi. Bồ Tát hành pháp hữu vi mà tâm chẳng chấp đắm, dẫn đến hành bát nhã ba la mật. Hành như pháp tánh thật tế cũng như vậy. Vì hạng Bồ Tát này mà kinh nói, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dùng các phương tiện hành các sự việc mà tâm chẳng hề chấp các sự việc ấy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phải vì như ý thần thông mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông mà hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy bát nhã ba la mật, huống nữa là thấy các thần thông. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: Trước đã nói về thiền na ba la mật và năm thần thông rồi, sau này còn nói thêm nữa. Đáp: Trước đây nói về tổng tướng, nay nói về biệt tướng. Ở nơi biệt tướng thì có các công đức quả báo. Bồ Tát có năm thần thông mới làm được nhiều việc lợi ích cho chúng sanh, cho nên dù có tâm từ bi, dù có hành bát nhã ba la mật mà chẳng có được năm thần thông thì cũng như chim thiếu mất đi một cánh chẳng có thể bay xa được, lại cũng ví như cây không sanh được quả thì cũng chẳng có ích lợi nhiều. Lại nữa, Bồ Tát có đủ năm thần thông thì ở trong vô lượng Phật pháp mới chẳng có lỗi lầm. Hỏi: Vì sao Phật lại nói Bồ Tát chẳng phải vì năm thần thông mà hành bát nhã ba la mật? Đáp: Có nhiều Bồ Tát tu được năm thần thông rồi mà do thiếu các lực phương tiện nên khởi tâm kiêu mạn khinh khi các Bồ Tát khác. Phật vì hạng Bồ Tát này mà nói như trên. Vì sao? Bát nhã ba la mật là mẹ chư Phật. Bồ Tát ở nơi bát nhã ba la mật chẳng còn chấp, huống nữa là chấp năm thần thông. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm rằng
Ta dùng như ý thần thông bay khắp mười phương để cúng dường chư Phật. Ta dùng thiên nhĩ thông để nghe chư Phật khắp mười phương thuyết pháp. Ta dùng tha tâm thông để biết tâm niệm của chúng sanh trong hàng hà xa thế giới ở khắp mười phương. Ta dùng túc mạng thông để biết việc làm của chúng sanh trong hàng hà xa thế giới ở khắp mười phương. Ta dùng thiên nhãn thông để biết chúng sanh trong hàng hà xa thế giới ở khắp mười phương, chết đây sanh kia. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận: trước đây nói về năm thần thông, nay nói về công dụng của thần thông. Hỏi: vì sao Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng mình đã dùng năm thần thông? Đáp: vì Bồ Tát đã xả bỏ chấp ngã, đã được trí căn bản, đã phá giải kiêu mạn, đã khéo tu các giải thoát môn và các tam muội, nên biết Phật cũng do nơi ba giải thoát môn mà có được Phật thân vi diệu, ví như vàng ròng và lửa sáng chói lên, mà người đứng bên ngoài nhìn thấy dịu sắc mà chẳng sao dùng tay nắm bắt được. Lại nữa, hết thảy các pháp đều như huyễn như hóa, chẳng có gần, chẳng có xa, chẳng có tướng nhất định, ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra các huyễn vật lừa dối mắt người xem, khiến họ thấy có các tướng lớn nhỏ, xa gần, sai khác vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường ở trước Phật thường an trú trong định, nên có thể ngay trong một niệm biến thành vô lượng thân đi khắp cả mười phương để cúng dường chư Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát đã đoạn các pháp ái, đã đầy đủ năm thần thông, đã có đại thần lực nguyện ở trong ba đường ác khắp độ chúng sanh. Kinh: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi thật hành bát nhã ba la mật như vậy, nên các ác ma chẳng có chỗ tiện để gây tác hại, chẳng dám đến gần để quấy nhiễu. Do vậy mà Bồ Tát thành tựu được hết thảy các sự việc lợi ích cho thế gian theo như ý muốn. Bồ Tát được chư Phật trong các mười phương thường ủng hộ, khiến chẳng rơi về thanh văn và bích chi Phật điện. Bồ Tát lại được chư thiên thường ủng hộ, giúp thành tựu được các pháp như ý nguyện. Dù ở đời trước đã có phạm trọng tội, thì ở đời nay Bồ Tát cũng chỉ thọ quả báo nhẹ mà thôi. Vì sao? Vì Bồ Tát trải lòng từ bi rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận: trên đây nói sự tán thán Bồ Tát hành bát nhã ba la mật được đại công đức. Các quả báo này đều là quả báo công đức của trí huệ cả. Hỏi: ma là chủ ở cõi dục, Bồ Tát hãy còn nhục thân, sao lại chẳng bị ma quấy phá? Đáp: do Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, nên được chư Phật thường hộ niệm, được chư thiên thường phò trợ. Lại do thường hành bất khả đắc không, nên chẳng còn đắm trước nữa hết thảy các pháp. Bởi vậy nên các ác ma chẳng có chỗ tiện để gây tác hại nữa. Ví như người có thân hình lành mạnh, thì các độc trùng thì chẳng có chỗ tiện để xâm nhập vào da thịt được. Lại nữa, vì Bồ Tát chẳng có đắm trước các ma sử, vì đối với các ác ma chẳng có hệ khởi sân hận, khiến các ác ma chẳng có chỗ tiện để gây tác hại. Lại nữa, vì Bồ Tát đã thâm nhập nhẫn nhục ba la mật, đã có từ tâm tam muội, nên thường chẳng gặp các ách nạn như nạn nước, nạn lửa, nạn đau binh, vân vân. Khi Bồ Tát làm các sự việc như trồng rau, đậu, trồng cây hoa, cây ăn quả, làm nhà, đào giếng, vân vân, đều được như ý nguyện. Khi Bồ Tát muốn lập chùa, muốn thuyết pháp độ sanh, vân vân, cũng đều được như ý nguyện. Hết thảy các sự việc ở thế gian, Bồ Tát đều như pháp hành, nên đều được như ý nguyện. Vì sao? Vì Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp, đã tu tập vô lượng công đức trí huệ, lại vì thường thật hành bát nhã ba la mật, chẳng còn đắm trước hết thảy pháp. Do chẳng sanh tâm đắm trước, nên các kiết sử mỏng dần, thiện căn càng thêm tăng trưởng thâm hậu hơn lên. Do được thiện căn thâm hậu, nên nguyện gì cũng đều được thành tựu như ý. Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật được chư thiên tán thán cung kính, được các hàng long vương quỷ thần xưng dương tán thán và giúp đỡ, khiến Bồ Tát thành tựu được mọi sự việc ở thế gian như ý nguyện. Lại nữa, Bồ Tát còn được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, nên được ba đức như ý nguyện vậy. Hỏi: trước đây nói tâm Phật bình đẳng, nay vì sao lại thiên vị hộ niệm các Bồ Tát? Đáp: do Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà có công đức trí huệ tương ưng với đại tâm của chư Phật. Tuy tâm Phật bình đẳng, nhưng vì Bồ Tát đã có được khí phần trí huệ của Phật, đã được tương ưng với chư Phật, nên được chư Phật ứng niệm để khuyến tấn trong việc hành đạo. Lại nữa, Phật hộ niệm Bồ Tát vì chẳng muốn Bồ Tát thối tâm rơi vào địa thanh văn địa. Vì sao? Vì phải được ba giải thoát môn không vô tướng vô tác mới thường niệm Phật, thường hành các Phật sự. Do vậy mà được chư Phật thường hộ niệm, khiến tâm chẳng nên kiên cố, chẳng còn thối chuyển nữa.
Ví như trứng cá, nếu chẳng được cá mẹ nhớ nghĩ che chở thì chẳng nở được vậy. Lại nữa, khi Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, chẳng có chấp đắm dục lạc ở thế gian, mà chỉ muốn giáo hóa chúng sanh nên được chúng sanh tôn quý, được chư thiên phò trợ. Lại nữa, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, vào được thật trí huệ, vào được Phật chủng, lại dùng tâm từ bi hành đại bố thí, nên dù đời trước có phạm trọng tội phải đọa địa ngục, thì đời nay nhờ oai đức đó chỉ thọ quả báo tội nhẹ mà thôi. Ví như vị thái tử dù phạm trọng tội cũng chỉ chịu hình phạt nhẹ vì thuộc về dòng giống nhà vua vương chủng vậy. Lại nữa, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, được thật trí huệ, được tâm rỗng lặng nên chẳng còn chìm đắm trong bể khổ sanh tử. Trái lại, phàm phu do kiết sự nặng nề khó thoát ra khỏi ngục tù ba cõi. Ví như chiếc bình thiếc rỗng ruột nổi trên mặt nước, trong lúc đó cái bình đặc ruột phải bị chìm sâu xuống đáy nước. Trong đoạn kinh trên, Phật nói rõ về nhân duyên Bồ Tát được 5 công đức, vì Bồ Tát trải lòng từ bi rộng lớn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Hỏi: thật hành bát nhã ba la mật là đã có đầy đủ 5 công đức rồi, nay vì sao lại nói Bồ Tát do trải lòng từ bi rộng lớn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh mà thành tựu được 5 công đức? Đáp: tâm từ bi là nhân sanh ra bát nhã ba la mật, do phát nguyện trải lòng từ bi rộng lớn độ thoát hết thảy chúng sanh mà Bồ Tát thành tựu được 5 công đức như đã nêu, đó là chẳng còn bị ác ma gây tác hại, thành tựu được các việc lợi ích ở thế gian, được chư Phật thường hộ niệm, được chư thiên thường phò trợ, các trọng tội đời trước được chuyển thành khinh tội. Lại nữa, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thường khởi hai duyên, đó là duyên chúng sanh, duyên pháp. Khi duyên chúng sanh thì Bồ Tát khởi tâm từ bi, khi duyên pháp thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Do khởi tâm từ bi nên Bồ Tát theo bát nhã ba la mật sanh và hành theo bát nhã ba la mật. Kinh: này Xá Lợi Phất, do thật hành bát nhã ba la mật nên Bồ Tát Ma Ha Tát mau được các môn Đà La Đi và các môn Tam Muội, sanh về đâu cũng thường gặp Phật pháp, mãi cho đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng bao giờ rời chư Phật. Luận: Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được các phước đức nhân duyên, được đầy đủ các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội, cũng do thật hành bát nhã ba la mật mà Bồ Tát được tâm minh liễu. Bởi vậy nên sanh về đâu Bồ Tát cũng thường được gặp Phật, thường được nghe pháp. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật. Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà chẳng chấp hết thảy pháp, nhờ vậy mà sanh về đâu cũng thường được gặp Phật, nghe pháp. Ví như người đời này ưa đấu tranh thì đời sau sẽ sanh về chốn địa ngục, hay nơi các nơi có nạn binh đao giết chóc. Người đời này có nhiều sân nhuế thì đời sau sẽ sanh làm rắn độc ác trùng. Người đời này ngu si thì đời sau sẽ sanh làm loài phù du hay làm loài côn trùng ở dưới đất. Còn như Bồ Tát có lòng ái kính Phật, do thường niệm thật tướng bát nhã, do thường tu tập các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội nên sanh về đâu cũng đều được thấy Phật, được nghe pháp. Lại nữa, do phát đại nguyện đời đời được thấy Phật nên chẳng bao giờ rời Phật. Trong kinh có chép nhiều mẫu chuyện về người tuy ở ngay trong đời có Phật mà vẫn chẳng được thấy Phật. Ví như đời Phật Tỳ Bà Thi, có một ông Bà La Môn tuy thấy Phật và chúng tỳ kheo mà chẳng muốn nghe Phật pháp. Ông Bà La Môn này lại còn mắng nhiếc Phật và chúng tỳ kheo, nên sau khi mạng chung phải đọa làm súc sanh trong suốt 91 kiếp. Lại nữa, do thầm niệm trừ Phật, do khéo tu các Đà La Ni và các Tam Muội nên đời đời chẳng mất tâm Bồ Đề. Lại do thường nguyện chẳng rời Phật nên đời đời được gặp Phật, nghe pháp, tương tự từ đời này sang đời khác, mãi cho đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề. Hỏi: như vậy là quả báo sao lại nói là do tương ưng với bát nhã ba la mật mà được như vậy? Đáp: do tương ưng với bát nhã ba la mật mà được gặp Phật. Đây là ở trong quả báo mà nói đến nhân. Có hai trường hợp tương ưng, đó là tâm tương ưng, pháp tương ưng. Do hành đạo Bồ Tát mà Bồ Tát được sanh về xứ tốt, được gặp Phật, được nghe pháp, được chánh niệm nên gọi là tương ưng. Kinh: này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm nghĩ rằng có pháp cùng pháp hợp hay chẳng hợp, bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp này cùng pháp khác hợp hay chẳng hợp, chẳng thấy có pháp này cùng pháp khác bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận: đoạn kinh trên đây cho thấy rằng ở nơi hết thảy pháp chẳng có cùng pháp cộng hợp. Hỏi: các pháp cũng có ít phần hợp với nhau,
Như khi áp sát hai ngón tay vào nhau thì trong bốn phương đã có một phương hợp. Sao lại nói chẳng có hợp? Đáp, khi đặt hai ngón tay sát vào nhau thì chỉ có ít phần hợp. Trong bốn phương chỉ có một phương hợp, còn ba phương khác chẳng có hợp. Như vậy chỉ là giả hợp, chẳng thể gọi là hợp được. Lại nữa, dù nhiều vật cùng được đặt vào một chỗ, dù nhiều chất cùng được hòa trộn với nhau cũng chẳng thể gọi là hợp. Vì sao? Vì các vật, các chất ấy đều mỗi mỗi sai khác nhau. Bởi vậy nên nói các pháp chẳng phải có hợp, cũng chẳng phải chẳng có hợp. Hỏi, tất cả các chất lỏng đều có tướng ướt, các chất rắn đều có tướng cứng, vân vân. Như vậy là pháp cùng pháp có bình đẳng, sao lại nói chẳng có bình đẳng? Đáp, các pháp nếu có tướng dụng không sai khác nhau thì có thể gọi là bình đẳng. Vì như tất cả các chất lỏng đều có tướng ướt nên cùng với nước bình đẳng. Các pháp được xếp thành loại có tướng chung như tướng sắc, tướng vô sắc, tướng cứng, tướng ướt, tướng di động, vân vân. Xét về mặt tướng chung thì các pháp thuộc về mỗi loại bình đẳng với nhau. Lại nữa, hết thảy pháp đều chỉ là một tướng nhất tướng, đều là chẳng có tướng vô tướng nên đều là bình đẳng với nhau. Thế nhưng nếu đã dấy tâm chấp tướng thì thấy có những tướng sai khác, khiến chẳng còn thấy các pháp bình đẳng với nhau nữa. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy các pháp bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là tự tánh không. Vì tự tánh không nên chẳng phải pháp, tức là vô pháp. Vì là vô pháp nên là chẳng thể thấy được, tức là bất khả kiến. Vì là bất khả kiến nên chẳng phải bình đẳng, cũng chẳng phải chẳng bình đẳng vậy. Nếu bình đẳng và chẳng bình đẳng hòa hợp thì mới là tương ưng, nếu chẳng hòa hợp thì chẳng có tương ưng. Hỏi, trước đây chỉ tán thán Bát Nhã Ba La Mật, vì sao nay lại nói thêm về tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật? Đáp, vì người nghe pháp thường sanh tâm nhàm chán nên phải phương tiện nói pháp theo nhiều giai đoạn. Trước hết phải tán thán công đức của Bát Nhã Ba La Mật để người nghe sanh tâm hoan hỷ dẫn đến tín thọ Bát Nhã Ba La Mật. Sau đó Phật mới nói đến hành tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Kinh, này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng dấy niệm nghĩ rằng ta sẽ mau chóng vào được pháp tánh hay ta sẽ chẳng vào được pháp tánh. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy pháp tánh là tánh có thể được khả đắc vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận, pháp tánh cũng tức là thật tướng pháp, khi đã trừ được hết các kiết sử, đã phá tan được màn vô minh mê ám thì tâm trở nên thanh tịnh. Lúc bấy giờ hành giả thật quán được bản tánh thanh tịnh của các pháp, như vậy là vào được pháp tánh. Pháp tánh vốn chân thật, chúng sanh do tà quán mà bị các tà kiến trói buộc, nếu hữu tỉnh ngộ hành chánh quán thì sẽ được giải thoát. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng dấy niệm nghĩ rằng ta sẽ mau được pháp tánh hay ta sẽ chẳng vào được pháp tánh. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ pháp tánh là vô tướng, chẳng có xa gần nên chẳng có sự việc mau được hay lâu được hay chẳng được pháp tánh. Pháp tánh là thật tế, là như như, chẳng có thể được vậy. Kinh, này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy có pháp nào xuất sanh từ pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào ở ngoài pháp tánh, cũng chẳng thấy pháp tánh khác với các pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận, do vô minh che tâm mà chẳng thấy được tự tánh thanh tịnh của các pháp, do vì chẳng thấy rõ tự tánh của các pháp mà khởi sanh các tà kiến, cho rằng các pháp xuất sanh để phát tánh, hoặc cho rằng các pháp ở ngoài phát tánh, hoặc cho rằng phát tánh khác với các pháp. Các bậc thánh do đã dứt trừ được vô minh nên vào được thật tướng pháp, rõ biết ở nơi thật tướng thì hết thảy pháp đều là vô tướng, là nhất tướng. Ví như mặt trời bị mây che khuất khiến chẳng chiếu ánh sáng được, khi mây tan biến rồi thì mặt trời lại chiếu ánh sáng trở lại như trước. Vì sao? Vì do mây che lấp mà hư không đã mất đi tánh trong suốt. Khi mây đã tan biến rồi thì tánh trong suốt của hư không lại hiện ra như cũ. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào xuất sanh từ vô minh, chẳng có pháp nào xuất sanh từ pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào ngoài pháp tánh, cũng chẳng thấy có pháp nào khác với pháp tánh cả. Kinh, này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng dấy niệm y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận, hỏi, thế nào là chẳng dấy niệm y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp? Đáp, dấy niệm y nơi pháp tánh có nghĩa là chấp pháp tánh.
Thế nhưng chấp pháp tánh, quý pháp tánh cũng duyên sanh ra các kiết sử. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng dấy niệm đi nơi pháp tánh để phân biệt các pháp. Hỏi pháp tánh là không, là nhất tướng, là vô tướng. Như vậy làm thế nào mà có thể đi nơi pháp tánh để phân biệt các pháp? Đáp: pháp tánh diệt được vô minh, tận trừ các kiết sử phiền não, phá được các pháp tướng. Nhờ vậy mà tâm trở nên thanh tịnh, trí huệ trở nên sáng suốt, khiến có thể phân biệt được các pháp. Tùy pháp tánh hành là hành thiện pháp, chẳng tùy pháp tánh hành là hành bất thiện pháp. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: có một vị phạm trí đến hỏi Phật, bạch Thế Tôn, ở trong trời đất cũng có thiện có ác, có tốt có xấu chăng? Phật dạy: đúng như vậy. Vị phạm trí thưa: nguyện xin Thế Tôn vì tôi nói pháp. Phật dạy: có ba việc ác, ba việc thiện, gồm tham dục là ác, trừ tham dục là thiện; sân nhuế là ác, trừ sân nhuế là thiện; ngu si là ác, trừ ngu si là thiện. Lại có 10 việc ác, 10 việc thiện, gồm sát sanh là ác, không sát sanh là thiện; trộm cướp là ác, không trộm cướp là thiện; tà dâm là ác, không tà dâm là thiện; vọng ngữ là ác, không vọng ngữ là thiện; ỷ ngữ là ác, không ỷ ngữ là thiện; lưỡng thiệt là ác, không lưỡng thiệt là thiện; ác khẩu là ác, không ác khẩu là thiện; tham là ác, không tham là thiện; sân là ác, không sân là thiện; si là ác, không si là thiện. Dẫn đến có vô số việc ác, vô số việc thiện. Các đệ tử của ta do như thật phân biệt thiện ác mà vào được pháp tánh, mà được đạo vậy. Kinh: này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng dấy niệm nghĩ rằng tu pháp này sẽ được pháp tánh hay sẽ chẳng được pháp tánh. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy dùng pháp này sẽ được pháp tánh hay sẽ chẳng được pháp tánh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận: hỏi, thế nào gọi là được pháp tánh? Đáp: thật hành theo đúng tám thánh đạo vào được nơi thật tướng pháp, vào được niết bàn gọi là được pháp tánh. Pháp tánh là thật tướng pháp, là Bát Nhã Ba La Mật. Khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng dấy niệm có thật hành Bát Nhã Ba La Mật mới gọi là được pháp tánh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và pháp tánh tuy hai mà chẳng khác. Bát Nhã Ba La Mật và pháp tánh đều là rốt ráo không.